Cứ vào 9 giờ sáng mỗi cuối tuần, một nhóm sinh viên tình nguyện lại có mặt tại khu nhà trọ phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh để cùng các em nhỏ tại đây chuẩn bị cho một lớp học đặc biệt. Không học phí, không phân biệt độ tuổi, mỗi bạn học một môn khác nhau theo nhu cầu, sở thích và giáo viên đứng lớp lại chính là các bạn sinh viên tình nguyện. Lớp học này đã mang đến kiến thức cũng như lan tỏa niềm say mê học tập, giúp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có một mùa hè ý nghĩa hơn. Đặc điểm khu nhà trọ này thì thật sự là có nhiều hoàn cảnh bé rất là khó khăn. Thì có tới 4 bé không biết chữ, nhiều bé là chưa được đi học. Và nhiều bé thì vì không có giấy khai sinh nên không thể đi học được. Thì đó là những hoàn cảnh đặc biệt, để đặc biệt khó khăn, để khi đó bọn em mới tìm đến và đến hỗ trợ các bé. Lớp học là một hoạt động nằm trong chương trình Gia sư áo xanh do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm hỗ trợ ôn tập, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho các em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mồ côi trên địa bàn. Các bạn sinh viên sau khi được tuyển chọn và tập huấn sẽ được chia thành nhóm từ 5 đến 10 người để đến các khu trọ, khu lưu trú của công nhân, người lao động, hỗ trợ học tập cho các em nhỏ tại đây. Các bạn giáo sư đây rất là đa năng và dạy được tất cả các môn các em muốn luôn. Nhiều em muốn tô màu, em muốn học toán, muốn học viết thì em sẽ kiểm tra tình hình thế nào và dạy cho các bé phụ thuộc vào cái mong muốn của các bé. Các bé ở đây thì nó sẽ tùy thuộc vào từng độ tuổi khác nhau ấy, thì với lại mỗi bé thì sẽ có một niềm đam mê khác nhau, nên là mỗi giáo viên thì kiểu cũng đa nghề ấy anh, thì chúng tôi sẽ kiểu dạy nhiều môn khác nhau, có thể hôm nay sẽ dạy văn, ngày kia sẽ dạy toán, hoặc là có ngày sẽ đều học vẽ để giúp các em cảm giác được rằng cái việc học nó không quá nặng nề. Đến đây con được học rất là nhiều thứ, rèn luyện thêm những cái kỹ năng khác của con đang còn yếu. Con cảm thấy là các anh chị ở đây rất dễ thương, vui tính, hòa đồng với mọi người. Cô giáo với thầy giáo bên áo xanh giúp đỡ để cho mấy đứa có biết chữ đó, thì mấy đứa nó mừng lắm. Sách vở rồi là cô tài trợ hết, nên bên cô là không có chi phí để mua đâu, bên cô áo xanh hỗ trợ hết. Mùa hè năm nay đã có hơn 700 sinh viên đăng ký tham dự chương trình Gia sư áo xanh, thành lập hơn 60 đội nhóm hoạt động trên khắp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Với sứ mệnh gieo những hạt mầm tri thức, chương trình vẫn đang tiếp tục hành trình lan tỏa những thông điệp tích cực cho xã hội, mở ra tương lai tươi sáng hơn cho các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn. Em thấy chương trình nó rất là ý nghĩa vì nó có thể giúp em có thể góp một phần nào sức của mình để giúp cho các em nó có niềm vui học tập cũng như là có một cái gì đó để sinh hoạt trong mùa hè này khi mà các em không có điều kiện để đi học thêm. Niềm vui ở đây là sẽ được cái kiến thức của mình truyền lại, nó sẽ được lưu giữ và ngoài ra thì có thể lan tỏa cho những cái bạn sinh viên kiểu như không biết hè này mình làm gì, thì chúng ta có thể dùng nó để làm những việc có ý nghĩa hơn cho cuộc đời này.